Ok, xin chào tất cả những người anh em nha. Thì hôm nay mình cũng làm cái clip next 5 phút đổ lại. Rồi, mình so sánh hai cái giao thức là LACP và BIDB. Rồi bây giờ mình có switch 2, một là LACP, switch 3, 4 là BIDB. Thì so sánh như thế nào? Thì so sánh cái khả năng phục hồi của hai giao thức này thử thằng nào nó phục hồi nhanh hơn, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bật hết tất cả các con switch lên, mình xếp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Rồi con switch 1 này các bạn thấy là mình sâu ra LACP ha. Sau lại lần nữa luôn LACP giao thức protocol LACP. Còn LACP là gì thì mình sẽ không giải thích nữa ha. Nó nôm na là nó gộp hai cái bọc quản lý thành một cái bọc logic thôi. Rồi tăng băng thông dự phòng đường truyền, lợi ích nó như vậy. Rồi protocol của 3 và 4 là BIDB đúng không? Rồi mình sẽ tắt hết những cái con này đi. Bây giờ mình sẽ đặt IP cho những cái con VPC. Ví dụ đây là con VPC của 5 và 6 là thuộc cái LACP đúng không? Rồi mình đặt IP cho nó thì mình có thể kiểm tra được. Con này là 5 đúng không? Rồi hai đặt IP luôn. Không đặt, không cần đặt cái quay đâu các bạn ạ. Đúng không? Rồi. Sau đó thì sao à? Mình sẽ pin đi. Pin 192.168.1.6 trừ tờ. À, cứ đợi cho nó chạy như vậy, đồng thời mình tắt cái con số 6 đi. Con số 7 mình đặt IP cho nó luôn. 1 chấm 2 chấm 7 đúng không? Con 8 thì mình cũng sẽ đặt cái IP cho nó. Đồng thời cho cái con 7 pin pin qua cái con 8 luôn, pin liên tục như vậy để phục vụ cho cái mục đích là mình sẽ kiểm tra thời gian phục hồi. Rồi mình kéo ra hai cái tách biệt ra. Một bên mình đỡ bên này và còn bên kia thì đỡ. À, còn đây là LCB, còn bên tay phải là BIDB đúng không? Đó, như vậy. Như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ngắt cái đường truyền này đi, ngắt cái đường truyền đi. Thì mình kéo cái này lại đi cho các bạn xem. LACP mình sẽ ngắt một cái đường và BIDB mình cũng sẽ ngắt luôn. Rồi ngắt luôn. Rồi điều gì xảy ra? Cái hai giao thức hầu như không bị rớt, hai giao thức đều dự phòng rất là tốt đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn giao thức nào? Vậy thì bây giờ xác định ấy là cái khả năng phục hồi của hai giao thức này khi mà một đường truyền bị đứt đột ngột thì nó cũng chả có vấn đề gì cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bây giờ giữa BIDB với LACP nó tốt như vậy thì lựa chọn cái nào? Thì mình cũng xin recommend các bạn luôn nhé. Cái này là ý kiến cá nhân của mình. Thì BIDB ấy là nó thuộc độc quyền của Cisco và sẽ không có trên thiết bị khác, không hỗ trợ những thiết bị khác. Vì vậy đó, cái LACP nó sẽ hỗ trợ tốt hơn, nó hỗ trợ nhiều loại thiết bị, hầu như là tất cả các thiết bị các hãng network nó đều có thể trang bị LACP cả. Thành ra nên các bạn làm cái đó, nó cái việc tương thích nó sẽ tốt hơn, các bạn có thể làm được với nhiều vendor được, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái BIDB của Cisco tuy là độc quyền nhưng nó lại hỗ trợ không có được nhiều cái ethernet board, nó hỗ trợ với một số lượng ít hơn cái LACP, mình nhớ chắc chắn là ít hơn thôi, chứ còn con số cụ thể thì mình không nhớ, bởi vì mình không nhớ những con số đó đâu. Mà lúc nào cần thì mình lên mình tìm kiếm, mình search trên mạng là nó có hết, các hãng đều được cập cả. Rồi, ok, cái video clip của mình tới đây là kết thúc. Mình không muốn dài dòng và mình chỉ muốn lên nói lên cái ý chính để các bạn có một cái sự lựa chọn thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn, mình dừng video tại đây nha.